cõi trời lam hùng gì, bát nhạc ruộng đồng thăm thăm một màu xanh. Có những dòng sông mang nước ngọt trong lành, có tiếng sao nhẹ đưa giữa trưa hè êm à. Ai có dịp ghé thăm đất nước quê tôi mới thấy được vẻ êm đềm thơ mộng. Thăng cánh thiên nhiên bầu trời lồng lộng, cây trái sinh sôi đất trốn nghi qua màu. Đẹp lắm ai ơi, trăng mây nước chia ngõ chia ngào, sông tình mơ nơi khu vườn bát ngát, hoa nở rộ chào và đón. Dặn bên tai tiếng chim hót vang rừng, những bát nhạc từng gửi khách nhà du thăm viếng quê tôi ngay giữa mùa nắng ấm. Ơi nữ khách che thăm miền thôn giả, chắc sẽ nghe dư nghe rộn ra trong lòng. Mỗi độ nghe hoàng hôn tắt hẳn thấm nghe mặt trời hồng, tiếng gió di du tạo thành khúc nhạc, âm điệu bóng trầm gợi nhớ cảnh làng. Nẻo vào đồng khúc kiểu bờ đê, hai bên ruộng đua đâm chồi nảy lộc, kết quả công lao của những ngày khó nhọc, dựng nên cánh đồng lúa nghi trổ ngập vàng bông. Sông ôi mặt nước êm êm mơ màng, gần sông xuôi chiếc đò con nước nhẹ đi theo dòng. Cô lai đưa tay viếng nhẹ tóc mây nhà bồng, mây lang thang trôi như làn sương mỏng, trên nền trời lâm tâm mà những gì sao. Quê tôi đẹp biết dương bao, nẻo vào xóm nhỏ đường vào làng quê, dẫm dài cao trúc lê thay nhận
quê tôi từ dạo đó. Một buổi chiều lộng gió cõi trời Nam, có quyên quyên phút giây trừ giá biệt, mảnh đất từng gợi nhớ kẻ dừng chân. Ôi thanh cảnh danh lam đầy riêng ái, trăng nước hữu tình thơ mộng biết bao nhiêu. Giữ âm tiên sáo hòa muôn đều, phản phất hương thơm lúa chín ngọt ngào. Đêm đã xuống ánh trăng rằm tỏa sáng, con sông hiền dân nước chảy miên man. Ai về miền đất Hậu Giang cho tôi nhắn gửi đôi hàng thăm quê. Lòng con thảo như giọt sương hạt bụi, công mẫu từ như ngọn núi Thái Sơn. Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ, không cha không mẹ như đàn đức. Rảo bước qua mấy nhịp cầu tre, con trở về nơi mây lá. Con mới hay tin mẹ đã đi qua đời. Mẹ ơi lòng của con đã tan nát tươi mòn, trên bàn thờ cũ kỹ con chỉ thấy lạnh lùng chi tiết nhện văn tơ. Mẹ tuổi già mua cam sông bơ vơ, nó đói một mình, còn con thì trên bước đi lãng du. Bốn phương trời đã làm thân diễn sinh, hái rau tạo tầng hôm xôm. Nào có quản chi tâm thân ngày quá bùa cơ nhà, con còn nhớ ngày cha con vĩnh biệt dương trần. Một mình mẹ lo ma chay tống tan, nhờ cô bác láng giềng cũng rủ lòng thương. Kẻ gạo người tiền đua nhau giúp đỡ, mẹ cũng được an ủi đôi phần trong cảnh mẹ qua con cùng. Sau khi chôn cất cha rồi, đêm đêm không ngủ mẹ ngồi thở nhiều đêm không tiền mua dầu đốt đèn làm việc, mẹ phải ra ngồi sàn gạo dưới trăng. Con quăng quýt bên cạnh mẫu thân, nhìn ánh trăng thượng tuần lấp ló sau hàng phượng gì. Con thấy đôi dòng lệ của mẹ từ từ đổ chảy,
con mới hỏi mẹ, mẹ tại sao mẹ buồn với mẹ? Mẹ mới gượng cười khẽ bảo cùng con, con ơi lòng mẹ héo dần bởi thương con trẻ nãy còn bé ngây thơ. Cha con lìa con, nhớ một buổi về bên quê ngoài, khắp bốn bề lửa cháy nhà bay. Mẹ với con khi đi qua cổng trường này, còn lưu luyến mái tranh nghèo nơi xóm nhỏ. Trong lúc tản cư mẹ với con sống nhờ bên ngoài, mẹ đã bán từng lon gạo để nuôi con trong cơn khói lửa điêu tàn. Mười mấy năm dư mẹ con ta sống trong cảnh cơ nhà, bà ngoại thì lưng còng tóc bạc, thêm bệnh dài nay ốm mai đau. Khi ngoại tắt hơi chỉ của mẹ với con, đầu đội khăn tang lủi thủi theo sau quan tài của ngoại. Ôi có còn chi buồn hơn một đám ma đèn. Năm sau khi lửa chiến tranh đang tràn vào xóm nhỏ, mẹ chua xót bảo con ơi con mau tìm chốn bông đàn, con cất bước ra đi. Con đò từ từ xa bên, mẹ vẫn còn nghe đứng dưới hàng cao. Từng chiếc lá sầu râu vô cuốn tả tân bay, như đôi dòng lệ mẹ ròng ròng luôn chảy. Một người mẹ sống toàn trong đau khổ, từ thở sừng nghe sầm cho đến tuổi bạc đầu. Bàn thờ mẹ dẫn đà buổi, lòng con sầu như mối nhận dân thơ. Mười mấy năm con trở về quê xưa, thì thân xác mẹ vùi sâu dưới đất. Giữa tấm phên tre, con còn trông thấy chiếc áo da hoàng của mẹ lòng. Chiếc áo năm xưa gợi lại hình ảnh, mẹ ngồi sầu cao, còn con ngồi nũng nịu đem tên và con áo mẹ hiền. Năm nay con lớn khôn rồi, trở về quê cũ, mẹ ơi còn đâu, mẹ đã khuất bóng ngàn dâu. Thank you.
tôi nhìn bao người hân hoan vẫy tay nhau để tạm biệt lên đường, lòng tôi chua xót vô cùng, tâm tư hoành nặng mang dân dương, thương có ôm chứa chan tình thương, ước chỉ mình được như cánh chim tung cánh bay về mái nhà xưa. Những buổi hoàng hôn tôi dẫn đến đây để nhìn từng chiếc phi cơ cất cánh rồi khuất dần trong khói trắng sương chiều. Tôi nhớ quê hương và mong đợi ngày về, kẻ dễ khăn tay chờ người ở lại, kẻ vội vàng nhắc mớ hành trang. Tôi nghe họ chúc câu thương lộ bình an, tôi rưng rưng từng giọt thắm trong hồn, tôi gục đầu cúi mặt quay lưng để cô ngăn đi đôi dòng nước mắt. Mà tôi vẫn còn lặng lặng đứng nhìn theo một đàn chim vỗ cánh bay mau, trời ủ dột với nỗi sầu biển xưa. Tôi muốn mượn cánh chim gửi về nơi đất mẹ tâm sự buồn của một kẻ lìa quê. Sao hương vị của quê
qua. Nem Thủ Đức bánh phồng sa đéc, cầm cái bè mang cục lái điêu. Muối sầu riêng thơm ngọt biết bao nhiêu, cơm nấu gạo nhanh tròn thơm bát ngát. Mùi hương khói lạnh trầm tiên phao, mây cánh ba mai nở rộ đón giao thừa. Nhà cây cỏ sơ, nhìn xuân này tôi lại nhớ đến xuân xưa, mà ngày về quê cũ nay lạnh mái lửa. Mùa xuân đến rồi hẹn mùa xuân nữa, xuân năm nay lại hẹn đến xuân sau. Âm thầm năm tháng quá mau, xuân này đến nữa là bao xuân rồi. Nóc giao đường lạnh lẽo đứng chơi dơ, vài chiếc lá vẫn giờ bay trước gió. Tuyết rơi phủ trắng chân cầu, mùa xuân đất khách ai sầu hơn ai. Tuyết rơi phủ trắng chân cầu, mùa xuân đất khách ai sầu hơn ai. Tương đối tối nay lạnh y như là lạc quý vị. Không lạnh lắm, có nghĩa là lạnh y như là lạc, có nghĩa là bên đây nó vừa gió rất nhiều. Và chuẩn bị khuya nên trời mưa. Bão ở cái tiểu bang gần đây, cho nên nó bị ở dưới này, nó bị giống như là nó cái đuôi của bão. Gió lắc phắc rất là mạnh. Tiết trời âm thầm năm tháng qua mau, xuân này đến nữa là bao xuân rồi. Nói chứ nhiều khi cũng nghe, ai cũng nghĩ cũng nhớ quê hương, nhưng mà có những cái điều ta không có được như ý. Thật sự ra bây giờ thì có Phật tử họ phát tâm, họ cúng dường vé cho tôi về thăm lại quê hương, mà dường như cho tôi không có muốn đi. Tình người, lòng dạ con người, nhiều lúc thấy nó ngao ngán quá. Mỗi người nó có một cái hoàn cảnh. Đời nó luôn có cái những kỷ niệm đẹp, mà một khi nó vượt qua rồi tìm là không được. Con người có những người, những lúc nó có những cái tâm hồn đẹp, nhưng mà tâm hồn đó nó đổi thay rồi thì tìm lại cũng không được. Mình tới những lúc mà
mỗi lần mùa mùa đông lạnh về như thế này á, trời nó mau sụp tối như thế này nè, ra ngồi ngoài hiên nghe là những cái bản nhạc quê hương nghe nó cả phiền lắm. Nó có những cái gợn buồn tha thiết lắm, có những cái nỗi sầu da diết. Mà những lúc đó nó chỉ có ngồi im lặng, yên lặng, yên lặng nghe những cái điệu hò, những cái điệu hát quê hương. Tuy rằng nó buồn nhưng mà nó làm cho mình nó khuây khỏa, gọi là khuây khỏa tinh thần. Tại vì người miền Tây thì thường hay thích những cái bài vọng cổ quê hương. Ví dụ người Bắc thì thích những điệu quan họ, điệu chèo. Vân vân, mỗi một miền nó có những cái, mỗi một người ở một miền nó có cái vùng miền văn hóa người ta. Những lúc nghe những cái bản nhạc quê hương nó thấm lắm. Nó mới thấy rằng mình đã từng trải qua những cái tháng năm dài hạnh phúc. Mà trong những cái lúc hạnh phúc đó mình không có biết là mình đang hạnh phúc. Con người nó khổ đau ở chỗ là khi mình ở trong cái hạnh phúc mà mình không biết nó là hạnh phúc. Mình ở trong cái sự thương yêu mà mình không biết là sự thương yêu. Tại mình không biết cho nên rồi mình mới đau khổ. Nhưng mà cái gì rồi nó cũng qua hết. Cái gì rồi nó cũng qua hết. Những người thân yêu của tôi, những người mà tôi được sinh ra, được lớn lên, được biết, dần dần rồi cũng ra đi. Rồi tới một ngày nào đó mình cũng ra đi. Vậy thôi đó, cái quy luật tất yếu nó là như vậy à. Nó không có khác hơn được. Xin lỗi quý vị, quý vị vì tôi không có đem cái kiến ra cho nên có nhiều khi Phật tử viết vào ý kiến tôi không có để ý, tôi không đọc được nha, các vị cảm thông. Tôi đọc là tôi phải nheo mắt dữ lắm. Nên giờ có những lúc tôi hay nhắm mắt. Bởi vì cuộc đời của mình cuối cùng rồi cũng nhắm mắt. Sinh ra nhắm mắt và trước khi mình từ giã cuộc đời này mình phải nhắm mắt. Cho nên có những lúc tôi tập nhắm mắt, nhắm nhìn, nhắm kính đôi mắt lại. Lúc đó thì tôi thấy tâm tôi nó, hồn tôi nó nhẹ. Thế nhưng lúc mình phải cần mở đôi mắt cho thật to. Cái những lúc mình phải nhắm nghiền đôi mắt lại. Hôm nay tôi ngồi dưới cái hiên nhà tôi thích lắm. Gió, các vị thấy không? Gió rất là nhiều, gió đưa khoe khoải luôn. Cái linh nó kêu ra thấy chưa? Rồi hiên nhà rất thích. Nghe cái gió nó lắc cái linh nó tự lắc đó, kêu. Ráng một khoảng chừng một tháng, nửa tháng nữa trở lên thì có thể có tuyết. Có một vài ngày tuyết. Tôi rất thích nhìn tuyết rơi. Tôi rất thích nhìn mưa rơi. Nhưng mà đừng có mưa nhiều quá. Mà cũng may mắn là tiểu bang này không có mưa nhiều. Nhưng mỗi lần mưa tôi rất thích. Tôi thích nhìn mưa rơi, tôi thích nhìn tuyết rơi. Nó gợi ấm, nó sưởi ấm cái nỗi lòng mình hay lắm.
Phật tử bắt đầu vào chùa tụng niệm tốt lắm. Có một Phật tử ở Thụy Điển, rồi chùa tu ở rất tốt, quan hỷ. Chứ vì cứ cố gắng, cái gì tu tập được là tốt lắm. Có một Phật tử ở Thụy Điển nhắn tin cho tôi, hôm nay Phật tử bắt đầu vào chùa tập tu rồi, quý quá. Tu được là rất là quý. Nói chứ một người đi tu là một người đại phước đức. Đi tu là đại phước đức, đại nhân duyên. Rồi theo cái phước đức nhân duyên đó rồi mình thăng tiến lên, mình tu cho nó đạt một kết quả nhất định nào đó, để mình hoằng pháp lợi sanh là một đại phước đức nhân duyên nữa. Cho tới ngày mình thành tựu viên mãn cái công hạnh của mình, quý lắm. Trăm kiếp ngàn đời mới làm được thầy tu, được một lần một người tu, quý lắm. Đêm nay ngồi ngoài này nổi, chứ đêm mai chắc là ngoài này không nổi đâu. Để coi ngày mai lạnh lắm quý vị ơi. Ngày mai tối nó xuống có 32 độ à. Có nghĩa là âm độ Việt Nam á. Ngày mai là giờ này không có ngồi ngoài này nổi đâu. Ngày nay giờ này là 52 độ đó mới ngồi này nổi. Chứ ngày mai là không nổi. Nay ngồi ngoài này nổi âm 52 độ, có nghĩa là 52 độ, nghĩa là khoảng mười mấy độ Việt Nam. Ngồi nổi chứ ngày mai giờ này là âm độ Việt Nam. Nên trời cũng có lúc nóng lúc lạnh ha. Lúc nắng lúc mưa, lúc nóng lúc lạnh, hảo như con người. Ngày nay là ngày rất hạnh phúc, là tại vì khí hậu rất tốt. Nên chiều nay tôi tranh thủ tôi tắm chó. Ngày mai là không thể chịu nổi đâu. Giờ này tối ha, có quý vị vô coi không? Bây giờ là 6:37 rồi.
tụng kinh. Nói về chị nghe.